Vâng, chào mừng quý anh chị đã đến với live stream của Nhà Xanh Đồ Si. Ngày hôm nay thì Nhà Xanh Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị những mã quần dài, những cái sản phẩm quần mặc ở nhà đồng giá là 200k một trên một sản phẩm cho quý anh chị và đã được free ship trên toàn quốc rồi. Quý anh chị chúng ta yêu thích cũng như là quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398. Nhà Xanh Đồ Si sẽ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho quý anh chị. Thời gian làm việc của Nhà Xanh Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên, chúng ta sẽ là một con quần với cái tông màu ghi xám như này. Nó sẽ là kiểu muối tiêu một chút, nó sẽ cái phong cách của nó sẽ là cái kiểu quần dài chúng ta lựa để mặc ở nhà, mặc đi ngủ. Đó, mã của sản phẩm này sẽ là mã H92, chiều dài là 92, bụng là 70-88, đùi là 28 và ống nó khoảng 13-15cm. Quý chị có thể mặc vừa này, cái ống của nó sẽ là bo lại rất là gọn như này. Đó. Và cái chất liệu của nó là cái chất liệu co giãn rất là tốt, nên là mình yên tâm lựa chọn những sản phẩm này mặc thì rất là thoải mái, dễ chịu. Cái cạp thì được co giãn này, cái cạp co giãn siêu tốt luôn. Mã sẽ là H92 và con này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, có một cái tem ở bên trong như thế này cho quý chị chúng ta tiện theo dõi này. Phần cạp này chúng ta có một cái phần dây để chúng ta có thể điều chỉnh được sao cho nó vừa vặn với cái phần bụng của mình, có túi đầy đủ cho quý chị luôn. Và các sản phẩm còn rất là mới, toàn bộ đều là hàng mới về, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay để chúng ta có một vài các cái sản phẩm mặc ở nhà, cũng như là có những cái sản phẩm quần dài phong dáng rất là lịch sự cho quý chị chúng ta mặc đi chơi đi làm. Cái sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì sẽ là mã H93, chiều dài là 89, bụng là 80-94, đùi là 30 và ống là khoảng 15cm. Con này thì là một con form dáng thiết kế khá là đơn giản, một cái form suông dễ mọc, dễ dùng cho quý chị. Nó không có quá nhiều các cái chi tiết, rất là thích hợp cho mình lựa này, mặc ở nhà cũng như mặc đi ra ngoài cũng rất là ok. Có thiết kế túi đầy đủ cho mình này. Và cái chất liệu thì là cái chất liệu co giãn rất là tốt. Đây có thể cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn về cái chất liệu này. Đó, và đảm bảo là cái độ dày dặn vẫn đảm bảo cho quý chị luôn. Mã sẽ là H93, một con quần đen không đáng suông, rất là dễ mặc dễ dùng. Và độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao nên là mình rất là yên tâm. Đó, con này thì là một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo. Đó, một thương hiệu của Nhật Bản, có lẽ là quá quen thuộc của quý chị rồi. Tiếp theo thì chúng ta có một con quần màu xám này, với cái phần chun là cái màu đen, và có cái dây cho quý chị chúng ta có thể điều chỉnh được. Mã của sản phẩm này thì quý chị chúng ta có lẽ là sẽ đợi em một chút. Mã của sản phẩm này đây, chúng ta tem mã các thứ là ở bên trong. Mã của sản phẩm là H94, chiều dài là 86, bụng là 72-100, đùi là 28 và ống là 12-16cm. Cái ống của chúng ta bo chun này rất là co giãn, rất là tốt. Và sản phẩm này chất liệu của nó sẽ là một cái chất liệu rất là mềm mịn và yên tâm là không bao giờ bay, không sợ bay sợ xù. Lựa chọn những sản phẩm này mặc ở nhà, mặc đi ngủ rất là ok luôn. Và con này thì cũng lại là một cái sản phẩm tem mác đầy đủ này. Đó, quý chị chúng ta lựa em này, con này sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta mặc ở nhà hơn. Đó, một cái con quần đúng là kiểu phong dáng mặc ở nhà, đằng sau có cái túi cho quý chị chúng ta đựng đồ, mình có khóa cẩn thận. Đó, một cái con form quần khá là ôm gọn gàng cho quý chị. Tiếp theo thì chúng ta con này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Philcon. Đó, con này tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu đen này, cũng là một con quần với cái phong cách rất là basic, đơn giản cho quý chị chúng ta lựa chọn. Ở phần bên trên này chúng ta có hai cái túi chéo, mặt đằng sau thì có cũng có túi luôn, hoàn toàn quý chị có thể lựa chọn con này mặc đi làm cũng rất là hợp lý. Mã sẽ là H95, chiều dài là 96, bụng là 80-96, đùi là 28 và ống là khoảng 17cm. Một con quần form dáng suông, chất liệu co giãn rất là tốt. Đó, quý chị có thể thấy cái độ chun giãn của sản phẩm. Các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì đa phần là các sản phẩm quần dài, quần mặc ở nhà, nó thiết kế cũng khá là đơn giản, nên là có lẽ là sẽ lên rất là nhanh cho quý chị chúng ta lựa chọn mã H95 này. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì sẽ là một con quần màu xanh tham. Con này cũng là một cái form, một cái con thiết kế rất là lịch sự với đầy đủ cúc khóa này, và có thêm cả các cái đĩa quần như này nếu như mà quý chị chúng ta cần sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Và đằng sau sẽ là túi và có khóa đầy đủ cho mình luôn. Mã là H96, chiều dài là 96, bụng là 82-96, đùi là 29 và ống là khoảng 13-16cm. Quý chị có thể mặc vừa. Cái phần gấu của nó sẽ là cái gấu bo chun rất là cẩn thận như này. Đó, quý chị có thể quan sát thật kỹ sản phẩm để chúng ta cân nhắc lựa chọn.
Sản phẩm tiếp theo mà nhà sành Đồ Si giới thiệu đến quý chị sẽ là một sản phẩm quần đến từ thương hiệu Fieldcore. Có thể thấy là bên trên cái cúp này mình cũng có cái phần dập tên thương hiệu và cũng không thể thiếu được các cái phần túi cho quý chị chúng ta sử dụng này, mà đằng trước mà đằng sau thì đều có thiết kế túi rất là cẩn thận cho mình. Mã sản phẩm là mã H97, chiều dài là 99, bụng là 76-86, đùi là 26 và ống là 17 cm. Con này sẽ có size là size L. Quý chị có thể quan sát sản phẩm này sẽ là một cái thiết kế ống khá là gọn gàng. Quý chị nào mà chúng ta muốn mặc và ôm một chút thì có thể lựa chọn em này. Chất liệu thì dày dặn và độ có cái độ co giãn nhẹ nhẹ cho quý chị chúng ta mặc ra cho nó thật là thoải mái. Và con này sẽ là một cái thiết kế rất là năng động trẻ trung. Đây quý chị có thể thấy này, đó nó sẽ có cái túi rất là hay ở đây. Cho quý chị chúng ta quan sát thật kỹ các cái chi tiết của sản phẩm để chúng ta cân nhắc lựa chọn em này để chúng ta sử dụng trong sử dụng hàng ngày. Con này sẽ có mã là H97, một sản phẩm của nhà Fieldcore rất là đẹp. Và cái tông màu đen này là một cái tông màu quý chị có thể phối đồ rất là dễ dàng với các trang phục cũng như là phụ kiện khác nhau. Hoàn toàn là có thể lựa chọn em này chúng ta sử dụng đi chơi đi làm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần với cái tông màu đen. Đó, con này thì chúng ta mặc ở nhà cũng được mà mặc đi ra ngoài đi chơi cũng rất là ok luôn. Mã là H98, chiều dài là 95, bụng là 72-88, đùi là 28 và ống là khoảng 11-16 cm. Con này thì cái phần gấu nó sẽ được bo chun này, co giãn rất là tốt. Cạp chun cũng vậy luôn và sẽ có một cái dây cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Chất liệu thì dày dặn, chất liệu vải rất là mềm luôn. Mã sẽ là H98, quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ đặt hàng. Cái form của nó là một cái form khá là gọn gàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần đen này. Con này sẽ là một thiết kế rất là năng động, rất là hầm hố đây. Nó có thêm một cái túi vuông ở phần ống này. Và bên trên này thì chúng ta có cái phần in tên thương hiệu. Nó sẽ là đến từ thương hiệu Visaro. Đó, tem mác các thứ thì ở bên trên này. Tem mác các thứ là đầy đủ ở bên trên này cho quý anh chị này. Và cái phần cạp của chúng ta là cái cạp bo chun rất là cẩn thận. Cái cạp chun co giãn rất là tốt. Có thêm một cái đai nhựa cho quý anh chị chúng ta điều chỉnh được. Và mã sản phẩm là mã H99, chiều dài là 99, bụng là 78-100, đùi là 29 và ống là 17 cm, size L. Chất liệu là một cái chất liệu dày dặn vô cùng. Và cái độ co giãn của nó thì quý anh chị có thể thấy này, co giãn siêu tốt luôn. Nên là mình rất là yên tâm lựa chọn sản phẩm này. Mặc nó rất là thoải mái mà lên form dáng cũng rất là đúng form. Màu sắc thì là một cái màu quý chị có thể lựa mặc hàng ngày, cũng để phối đồ bên này rất là dễ dùng. Mã sẽ là mã H99. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là một con quần với cái tông màu rất là nổi bật. Nó sẽ là cái tông màu xanh nước biển. Mã sẽ là mã H100, chiều dài là 102, bụng là 74-88, đùi là 30 và ống là 17 cm, size XL. Con này form dáng vuông cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Bác nào mà thích cái sự nổi bật một chút thì có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm cũng rất là đẹp. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Under Armour. Và bên trên cái phần cúc này chúng ta có cúc có khóa, người ta làm cũng rất là cẩn thận, form dáng lịch sự cho mình. Cạp là có cạp bên trong có chun nên là quý chị chúng ta rất là yên tâm mà mặc con này rất là thoải mái luôn. Ở cái phần bên trong này nó có cái phần in cái tên thương hiệu Under Armour, không biết là quý anh chị chúng ta có thể quan sát rõ không, nhưng mà con này bên trong làm rất là xịn luôn. Và đây cho quý anh chị chúng ta coi lại toàn bộ form dáng để thấy là con này rất là thích hợp cho mình lựa mặc đi làm. Con này thì sẽ là cái chất liệu rất là mịn và nó sẽ là có cái độ co giãn nhẹ nhẹ thôi, không có quá co giãn đâu. Mã là H100. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần đen này, cũng là một cái sản phẩm quần dài và cái form dáng gọn gàng cho mình lựa mặc đi làm rất là hợp lý. Mã sẽ là H101, chiều dài là 89, bụng là 72-80, đùi là 27 và ống là khoảng 15 cm. Thiết kế rất là hay, có thêm một cái đai nhựa ở phía đằng trước cho quý anh chị chúng ta có thể điều chỉnh được. Cạp thì là cạp chun co giãn rất là tốt. Cái form, đa số các cái form quần ngày hôm nay của chúng ta sẽ là cái kiểu form như thế này, là một cái form tương đối là gọn gàng, mình mặc sao cho là hoạt động hàng ngày của mình là nó rất là thuận tiện. Mà đằng sau thì cũng có thiết kế túi đầy đủ cẩn thận cho quý anh chị luôn. Cạp chun co giãn rất là tốt. Mã H101. Và quý anh chị chúng ta để ý thì phía bên tay trái màn hình của mình thì sẽ là một cái bảng thông số bao gồm tất tần tật các cái chỉ số của sản phẩm. Quý anh chị chúng ta chủ động theo dõi để lựa cho mình những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với cái số đo của cơ thể. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là một con quần dài với cái phần cạp lên cạp chun nó lên khoảng 3-4 phân cho quý anh chị này. Đảm bảo là mình mặc nó rất là
thoải mái cho mình luôn, co giãn rất là tốt. Mã là H102, chiều dài sẽ là 95, bụng là 72-92, đùi là 30 và ống sẽ khoảng 13-16cm. Cũng lại là một cái thiết kế quen thuộc này, phần gấu bo chun. Chất liệu thì rất là dày dặn và co giãn rất là tốt. Cái chất này mình mặc mặc ở nhà mà đi ngủ rất là thoải mái luôn. Mã sẽ là mã H102. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo này, kem mát các thứ là đầy đủ ở bên trong cho quý anh chị. Và nhà sàn Đồ Si thì cam kết với quý anh chị là toàn bộ các sản phẩm thì đều là hàng chính hãng. Nên là quý anh chị chúng ta rất là yên tâm về cái chất lượng sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sản phẩm quần dài mà phải nói là cái màu của nó rất là đẹp luôn. Với cái thiết kế được kẻ caro này, để gần một chút cho quý anh chị chúng ta có thể quan sát thật kỹ cái màu sắc cũng như là cái chất liệu vải này. Đó, bên ngoài thì cái tông màu nó sẽ tối hơn một chút. Đây nó sẽ là kiểu như này, mặc màu sắc trung tính cho quý chị chúng ta có thể phối đồ với các sản phẩm trang phục phụ kiện khác rất là đơn giản dễ dàng. Mã sẽ là mã H103, chiều dài là 90, bụng là 76-84, đùi là 29 và ống là 17cm. Một con quần vải form suông cho quý chị chúng ta lựa mặc đi làm rất là hợp lý này, với các cái thiết kế cơ bản túi trước túi sau cho mình đựng đồ. Đó, vật cúc khóa này người ta làm đường kim mũi chỉ rất là cẩn thận cho quý chị. Mã sẽ là mã H103. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta là một con quần màu đen, con này là một sản phẩm ở trong quý chị chúng ta lựa mặc ở nhà này. Mã là H104, chiều dài là 89, bụng là 80-96, đùi là 30 và ống là khoảng 15cm. Một cái thiết kế form dáng khá là gọn gàng, ôm cho quý chị chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên thì quý chị chúng ta yên tâm là với cái chất liệu co giãn thì mình mặc sẽ rất là thoải mái. Phần về bên trên này, cạp cũng là cái cạp chun này, co giãn rất là tốt, có cái phần dây cho quý chị chúng ta điều chỉnh được sao cho nó vừa vặn với mình nhất. Mã sẽ là hạng mã H104, một con quần suông, nói chung là cái thiết kế basic cho mình lựa mặc hàng ngày. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với cái tông màu khá là sáng. Con này là một thiết kế rất là đẹp luôn và nhã nhặn lịch sự này, form dáng đẹp cho quý chị chúng ta lựa chọn mặc đi làm, form rất là đẹp luôn. Phối hợp bên này với cả áo sơ mi hoặc là áo polo, áo thun để chúng ta mặc đi chơi đi làm rất là đẹp. Mã là H105, chiều dài là 92, bụng là 78-84, đùi là 29 và ống là 17cm. Với cái thiết kế cạp đằng sau sẽ là bo chun này, đằng trước thì có đầy đủ cúc khóa cho quý anh chị và cũng không thể nào thiếu được những cái túi chéo cũng như là cái túi đằng sau cho mình đựng ví tiền điện thoại. Mã là H405, quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ đơn hàng. Con này là một sản phẩm đến từ thương hiệu Gu, đó, tem mác các thứ là đầy đủ nên là quý chị chúng ta yên tâm. Form dáng này rất là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta có một cái sản phẩm quần với cái form dáng tương tự, nó chỉ khác về cái số liệu thôi và cái màu sắc của nó cũng là một cái màu ghi nó đậm hơn một chút. Mã của sản phẩm sẽ là mã H106, chiều dài là 96 này, bụng là 80-88, đùi là 31 và ống là 16cm. Con này với con mới cái sản phẩm vừa rồi của chúng ta thì cái form dáng nó tương đương nhau, nó chỉ khác một chút về cái thông số cũng như là màu sắc thôi. Quý chị chúng ta quan sát lại cái form dáng một chút để chúng ta lựa em này mặc đi làm sẽ rất là đẹp. Cũng là cái thiết kế có cái phần bo chun đằng sau và phía trước có đầy đủ túi khóa và cúc cho quý anh chị này. Con này lựa mặc đi làm thì đúng là rất là ok luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo của mình sẽ là một con quần với cái màu sắc rất là đẹp mắt. Con này sẽ là một cái thiết kế kiểu kẻ caro trên cái nền màu nâu tây rất là đẹp, với các cái thiết kế có túi đằng trước này và toàn bộ các cái phần cúc ở đây đều là hàng kim loại nên là mình rất là yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Con này sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Edwin, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Quý chị có thể thấy tem mác này đầy đủ cho mình luôn. Và mã của sản phẩm sẽ là mã H107, chiều dài là 107, bụng là 86, đùi là 31 và ống là khoảng 22cm. Quý chị chúng ta thường mặc size 33 thì có thể là cân nhắc lựa cho em này. Là một cái sản phẩm rất là đẹp luôn. Chất liệu thì nó sẽ là rất là dày dặn nhưng mà nó sẽ không co giãn. Với cái form suông như này thì đã với cái chất liệu này và cái form suông thì mình lên form dáng nó sẽ rất là đứng form, chuẩn form cho quý anh chị luôn. Mã sẽ là mã H107, mặt đằng sau đây ạ. Đó, cho quý chị chúng ta quan sát thật kỹ sản phẩm để chúng ta cân nhắc lựa chọn các cái sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta có một con ghi đậm này, một sản phẩm ghi quần ghi đậm cũng rất là thích hợp cho mình lựa chọn để mặc đi làm. Thiết kế form dáng rất là lịch sự nhã nhặn. Mã sẽ là H108, chiều dài là 92, bụng là 76-84, đùi là 29 và ống là 16cm. Mặt đằng sau có thiết kế túi này và cạp đằng sau là cạp chun luôn. Phía đằng trước có đầy đủ khóa cúc này.
và cũng không thể nào thiếu được các vệt đục chéo như này rồi. Con này là một con được là lườn rất là cẩn thận, rất là đẹp mắt luôn, không hề nhăn, không hề bay dù. Vì chị chúng ta rất là yên tâm lựa chọn sản phẩm như này để chúng ta mặc đi chơi đi làm rất là ok. Mã là H108. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần với cái form suông, và cái chất liệu của em này sẽ là cái chất liệu kiểu vải đũi. Đó, đây là mặc nó vừa mát và vừa đảm bảo là lên form rất là đẹp cho mình. Mã sẽ là mã H109, chiều dài là 100, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 19cm. Ví chị thường khoảng size 31 thì đừng bỏ qua em này. Con này sẽ là một cái thiết kế với cái đường cúc như này, nó sẽ không có khóa mà nó sẽ là cúc. Một sản phẩm chính hãng của nhà H&M, là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng rồi và được người Việt Nam rất là ưa chuộng. Đó, tem mác các thứ là đầy đủ nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Form dáng suông này, màu sắc của nó sẽ là một cái màu kem sáng, nên là mình muốn mặc những cái màu trẻ trung một chút thì có thể là lựa chọn em này. Phối đồ của em này cũng rất là đơn giản dễ dàng, mã tên là mã H109, một sản phẩm chính hãng của H&M. Tiếp theo thì chúng ta có một con màu nâu rêu, đây cũng là một trong những cái màu mà được quý chị chúng ta rất là ưa chuộng vì là nó lên cái màu rất là trẻ và phối đồ với nó cũng rất là dễ dàng. Mã sẽ là mã H110, chiều dài là 96, bụng là 74-88, đùi là 31 và ống là 20cm, với những cái thiết kế đầy đủ cho mình này, từ cúc khóa đến các cái phần túi người ta làm rất là cẩn thận tỉ mỉ, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn các cái sản phẩm như này, chúng ta mặc hàng ngày rất là ok. Con này là một con form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng, chất liệu sẽ là cái chất liệu vải siêu dày dặn luôn và nó sẽ là có cái độ co giãn nhẹ cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã là H110. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có một con quần với cái tông màu xanh than. Đó, con này cũng là một con form dáng suông, ống khá là rộng rãi. Mã sẽ là mã H111, chiều dài là 96, bụng là 72-82, đùi là 30 và ống là 17cm. Ở mặt đằng sau sẽ là thiết kế cạp chu này, có túi đằng sau cho quý anh chị luôn. Và phía đằng trước chúng ta cũng là một cái thiết kế rất là lịch sự này, quý anh chị hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm rất là ok. Và cái sản phẩm này của chúng ta sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Wu, tem mác đầy đủ cho quý anh chị. Mã của sản phẩm này thì sẽ là mã H111, quý chị chúng ta có thể theo dõi thật kỹ thông số của sản phẩm ở phía bên tay trái màn hình của mình. Ở bên trên bảng thì nhà sành Đồ Si đã làm rất là cẩn thận cho quý chị rồi. Và tiếp theo chúng ta có một sản phẩm quần tông màu rêu rất là đẹp. Mã là H112, chiều dài là 91, bụng là 68-90, đùi là 27 và ống là khoảng 13-16cm. Lại là bắt gặp một cái thiết kế quen thuộc, đây chúng ta có cái phần bo ở quần gấu này. Nói chung đây rất là những cái sản phẩm chúng ta lựa mặc nhà rất là hợp lý luôn. Và sản phẩm này là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo, tem mác các thứ là nó sẽ ở bên trong cho quý anh chị. Cạp chun co giãn rất là tốt đối với những cái sản phẩm quần cạp chun như này, mình mặc sẽ rất là thoải mái này. Và cái màu này cũng là một cái màu rất là đẹp cho quý anh chị chúng ta lựa mặc hàng ngày. Mã sẽ là mã H112. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần với cái thiết kế kẻ caro này. Đó, và tông màu của nó sẽ là cái tông màu xanh than. Con này cũng là một con quần suông cho quý anh chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Mã sẽ là mã H113, chiều dài là 87, bụng là 70-80, đùi là 30 và ống là 16cm. Con này cũng là một cái thiết kế cơ bản thôi. Đó, quý chị có thể quan sát thật kỹ các cái chi tiết của sản phẩm. Đó, phần khóa này sẽ là cái khóa kim loại nên là mình yên tâm về cái độ bền. Đó, chất liệu thì nhà sành Đồ Si bao chất cho quý chị rồi. Toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay thì đều là hàng mới về, tuyển chọn rất là kỹ càng nên là mình rất là yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm mã H113 này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một sản phẩm cũng là một cái con quần rất là lịch sự nhã nhặn cho quý chị chúng ta mặc cùng với sơ mi cũng như áo polo, rất là đẹp luôn, cực kỳ là lịch sự nhã nhặn. Và phần cạp này sẽ là cái cạp chun này, quý chị có thể thấy nó đáp chun ở bên trong thì đảm bảo cho mình là mặc nó sẽ rất là dễ chịu thoải mái. Mã sẽ là H114, chiều dài là 90, bụng là 74-84, đùi là 27 và ống sẽ là 16cm. Với cái thiết kế nó sẽ là kiểu kẻ caro, kẻ nho nhỏ như thế này, quý chị để gần một chút cho quý chị chúng ta thấy thật rõ cái chất liệu vải cũng như là cái tông màu của em nó. Và cũng có cái thiết kế đằng trước có túi cho quý chị này và đằng sau cũng đầy đủ túi cho mình đựng ví, tiền, điện thoại. Form dáng thì là một cái form suông cũng tương đối là gọn gàng cho mình.
mã sản phẩm là mã H114. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ để đặt hàng. Và đây cũng là một thương hiệu chính hãng, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo, tem mác là uy tín cho quý chị. Và đây cũng là sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi và đồng hành trong buổi live stream ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị chúng ta có thể lựa cho mình một vài các cái sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.